Người thắng trong trận đấu này sẽ chạm trán với Hawk ở trận chung kết của ASA Super Kids. Một pha đã vào dứt điểm tốt. Cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm giữ bảng tốt. Nhưng đang dần hòa nhịp với trận đấu. Jackie Phan. Và mình vô với điểm số đầu tiên cho mình. Gia Hiếu với một cú ném tập trung. Lần này thì không có phải là chạy bước nữa rồi. Và Minh Vũ. Một mình anh làm hết. 6-7. Một tình huống phi vào trong rất quen thuộc của Thành Kilian. Cú ném 3 điểm. Quá tuyệt vời. Về Vũ Nam Khánh. Cầu thủ bé nhất ở trên sân. Nhưng ngay lập tức là lời đáp trả của Iron Man. Gia Hiếu. Trần Lê Anh. Điều chuyển tốt. Một tình huống phối hợp rất hay giữa các cầu thủ Iron Man. Và Minh Vũ đang là cây ghi điểm tốt nhất bên phía Black Panther. Có một vài thành viên từng vô địch Super League cách đây ít tuần. Đó là Lê Anh, đó là Phan Anh. Thêm 2 điểm nữa dành cho cầu thủ Phạm Minh Vũ. Lê Hà Dương cướp bóng tới từ Lê Anh liên tục đảo bóng. Một cú phát để lừa cả hai cầu thủ. Phạm Minh Vũ. Một cú ném tốt. Cú ném được tính 3 điểm. Một cú ném từ rất xa. Còn gì tuyệt vời hơn để khởi đầu hiệp thi đấu thứ 3 nhỉ? Những cầu thủ, những đội bóng có thể hình tốt như Iron Man chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi thế. Một cú floater. Bóng vẫn còn trong tầm kiểm soát của cầu thủ Iron Man. Step back. 3 điểm tốt từ Nguyễn Văn Hình. Đột phá. Phan Anh. Lê Anh. Điều chuyền. Có khoảng trống để ném 3 điểm. Có gì để mà nói đây. Quá hot. Thêm một cú ném 3 điểm nữa. Iron Man đang chuyên tâm ném 3 điểm. Khi mà ở phía bên trong họ đang có những cầu thủ đánh rất tốt. Phạm Chí Thành. Điều chuyền. Có điểm. Hà Quốc Tuấn. Điều chuyền ra. Minh Nhật. Một cú ném đẹp mắt của Minh Nhật. Khoảng cách rất đối an toàn. Cách biệt là 17 điểm. Một tình huống solo hay của cầu thủ mang áo số 14 Hà Khải Lâm. Sau 3 hiệp đầu tiên thì Iron Man đã dẫn 44-28. Cao thủ Iron Man đã được rút về ghế dự bị. Nhưng trên sân vẫn còn đó
Phan Anh và Lê Anh, những cầu thủ đã thi đấu nổi bật trong đội hình Iron Man vô địch Super League vừa qua. Quang Vinh, một tình huống bắt rebound tốt của Lee Ha-seong. Minh Nghĩa là không thực sự tốt, nhưng Lee Ha-seong đã đoán được điểm rơi. Một tình huống phối hợp không an ý và có phản công nhanh. Hai điểm tốt dành cho Thái An. Vừa rồi là điểm số của Quang Vinh, số 13 về phía Black Panther. Một tình huống phối hợp hay giữa các cầu thủ Iron Man. Và dứt điểm tốt của Thành Kilian. Nếu như đó là tình huống kích ra để ném 3 điểm thì sẽ tốt hơn. Lên rổ rất tốt tới từ Phan Anh. Mọi sai lầm đều phải bị trừng phạt. Chúng ta cùng trở lại với những diễn biến của hiệp 4 trận đấu giữa Black Panther và Iron Man, trận bán kết 2 của ASA Super Kid. Có screen Phạm Chí Thành xoay người rất đẹp mắt, có hai đoạn. Lê Anh quá khó để ngăn chặn Lê Anh cũng như Phan Anh. Nhưng ngay lập tức là lời đáp trả từ các cầu thủ Black Panther. Khoảng thời gian nội ý của các cầu thủ Iron Man, trận đấu sẽ còn khoảng hơn một phút nữa mà thôi. Đột phá từ Phan Anh và rebound vào tới từ Lee Ha-seong. Phạm Chí Thành, các cầu thủ Black Panther vừa có thêm một. Bóng nằm trong tay Minh Vũ rồi. Chí Thành đột vào để lấy lỡ chăng. Có ghi điểm dành cho cầu thủ Black Panther, cái biệt chỉ là 4 điểm mà thôi. Bắt rebound tốt tới từ Lee Ha-seong. Và đó cũng sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Iron Man giành vé vào chung kết ASA Super Kids. Và họ sẽ đọ sức cùng các cầu thủ của Hulk tại trận đấu cuối cùng. Một trận đấu mà Black Panther nỗ lực nhưng không đủ để giành chiến thắng. Quý vị thân mến, đó là tất cả của vòng bán kết ASA Super Kids. Xin chào và hẹn gặp lại ở trận chung kết diễn ra sau đây một tuần.